quẻ số 56, hỏa sơn lữ, người lữ thứ, kẻ bị đầy biệt xứ. Theo lệ của dịch lý thì vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Bởi vậy, thời phong là thời cực thịnh mà thịnh cực thì phải suy, tức là thời xuống dốc, thời mà mặt trời lẫn xuống non, tức là cấn vi sơn, thời hoàng hôn, thời mà phải bỏ xứ ra đi, lê thân nơi đất khách, quê người. Sau quẻ phong là quẻ lữ, tức là kẻ lữ hành, người lữ thứ. Ai đâu biết được nỗi đau lòng của người lữ thứ, nên mới có câu thơ, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Lữ là ly ở trên, cấn ở dưới, tức là ngọn lửa trên đỉnh núi hoặc là ánh sáng tàn tạ của mặt trời. Lửa cháy trên đỉnh núi là nhờ các rừng cây trên núi, cháy hết lùm cây này thì bắt sang lùm cây khác. Cho nên, ngọn lửa không bao giờ được yên một chỗ. Con người sống trong hoàn cảnh người lữ thứ đâu có quyền được định cư bất cứ nơi nào mình muốn, mà phải do ý của người cho mình cư trú. Đó là cảnh nô lệ buồn tủi nhất của con người. Thoán từ, lữ tiểu hành, lữ trinh kiết. Lữ mà được chút ít hành thông là khi nào được lữ trinh thì mới được gọi là tốt. Ý như vậy là sao? Sao lữ mà lại còn được trinh? Là muốn nói đến kẻ sống trong cảnh lữ thứ, nếu có tài có đức sẽ giúp ích cho nơi mình cư ngụ, khiến cho những người chủ cho mình cư ngụ vui vẻ và quyến luyến, lại còn được tôn quý mình là khác, tức là được hai chữ lữ trinh chắc chắn sẽ được kiết. Đây là muốn nói đến hào lục ngũ, hào tốt nhất của quẻ lữ. Lữ tiểu hành, nhi đắc trung hồ ngoại, nhi thuận hồ cương, nhi trị lề hồ minh, thị dĩ tiểu hành lữ trinh kiết. Gọi là tiểu hành là vì người này hào lục ngũ là người nhu thuận, đắc trung đắc chánh ở ngoại quái. Bởi vì nói về quẻ lữ là người lữ thứ bỏ nước tức nội quái mà ra đi, chứ không nói hào nhị được. Bởi hào nhị còn ở bên trong nước mình, tức là nội cấn. Cần để ý đến điều này, mặc dù toàn thể quẻ lữ đều nói về kẻ ra đi. Tuy lục ngũ là âm nhu, nhưng lại là thứ nhu trung hữu cương, tức âm cư dương vị, có tính quyết đoán và làm chủ được bản thân, được làm một ngọn lửa sáng, soi sáng mọi người xung quanh, và nhờ hai chữ minh triết mà bảo vệ luôn cả thân mạng của mình trong cảnh lữ thứ, nên được gọi là lệ hồ minh. Ở đây, thánh nhân tác dịch muốn bàn riêng về hào ngũ, vì ở thời quẻ lữ, hào ngũ không còn phải là bậc vua chúa, bậc chí tôn trong nước của mình, mà thực sự có thể là một bậc vương đang sống lưu vong, hoặc là một bậc vĩ nhân mất nước mà đi tị nạn chính trị ở nước ngoài, hoặc là một bậc văn hào có uy danh quốc tế, cực chẳng đã phải bỏ nước ra đi, không thể còn sống được dưới bọn côn đồ cướp nước. Trừ phi, những hạng phi thường, những bậc đại thánh mới có thể sống chung với bọn người cướp nước. Tuy không phục tùng chúng, nhưng vẫn được chúng trọng vọng và sống hanh thông, tức là hạng người chi tiến thối tồn vong, chi đạo nhi bất thất kỳ tránh giã, kỳ duy thánh nhân hồ. Cho nên, ở vào cảnh này vô cùng khó xử, hạ mình luôn cúi để được an thân thì bị cái nhục của kẻ chiến bại, không giữ được cái tiết khí của người cao nhân. Còn cứng cỏi bộc trực thì chỉ mời họa đến mà thôi. Cho nên tuy nhu thuận nhưng phải đắc trung, có nghĩa là không thái quá và cũng không bất cập. Tự thân không mất nhân cách, mà đối với kẻ thù không mất nhân tâm. Vậy mới nói lữ trì thời, nghĩa đại hỷ tai. Nghĩa là ở người thời lữ to tát làm sao. Đại tượng, sơn thượng hữu hỏa, lữ, quân tử dĩ minh thận, dụng hình nhi bất lưu ngục. Trên núi có lửa là tượng quẻ lữ, người quân tử lấy điều minh thận, tức là thận trọng trong việc xác minh hình lục đối với phạm nhân, mà đừng bao giờ kéo dài án lệ và giữ lâu nơi tù ngục. Nói rộng ra, nhất nhật lao tù thiên thu tại ngoại, tức là một ngày trong tù bằng thiên thu tại ngoại. Có sống trong chốn lao lung mới rõ nỗi đau của người đương cuộc. Ở thời lữ là thời tạm trú, tâm sự của kẻ tha phương cầu thực, đau đớn tủi nhục không biết chừng nào như kẻ bị giam lỏng. Bất cứ trường hợp nào, bởi một lý do nào, dù tự nguyện hay bị cưỡng bức mà phải lê thân nơi đất khách quê người, tiếng gọi của quê hương sao mà tha thiết, nhưng không làm sao có thể sống lại được hồn quê. Dù sao, lữ cũng là quán trọng, không thể dùng làm chỗ vĩnh viễn. Ngọn lửa trên đỉnh cao đâu có bao giờ ở yên mãi một nơi, vậy thì trốn lao tù hay những trại giam đối với phạm nhân cũng không bao giờ là chốn vĩnh viễn. Cho nên trong các án tù, chẳng có án nào đáng sợ bằng án chung thân cấm cố, chung thân biệt xứ. Không một ai ở nơi đất khách quê người mà không chua xót khi nhớ đến quê cha đất tổ. Cây có cội, nước có nguồn,
Đây là đại ý của đại tượng, đừng kéo dài án lệ, người Lữ Thứ bao giờ cũng cô đơn. Tiểu tượng, Hào Sơ Lục, Lữ, Tỏa Tỏa, Tư Kỳ Sở Thủ. Tượng viết, Lữ Tỏa Tỏa, chí cùng tài dã. Hào Sơ Lục là hào âm nhu, tức nhu nhược và yếu hèn, lại còn dít bót, chỉ chăm chăm trong những việc làm nhỏ mọn bất chánh, tức âm cư dương vị, là người bần tiện, vô tư cách. Kẻ đi ăn nhờ ở đậu, dù sao cũng phải biết trọng lấy nhân phẩm của mình trước hết, bằng không lại tự vậy họa đến cho mình, nếu không nói là vời nhục. Bị nhục, nhất là cái nhục do tư cách nhỏ nhen, tiểu tiết của mình khiến cho kẻ khác khinh bỉ, là một tai họa, đó gọi là chí cùng tai dã. Khi mình thất thế, tuy không nên tự cao tự đại để gây họa, nhưng cũng phải biết tự trọng trước hết. Tự mình không trọng mình, thì kẻ khác cũng không trọng mình. Ngày xưa, quan công thất thủ tại Hạ Bi, bị Tào Tháo giam cầm, nhưng vẫn giữ tiết tháo hiên ngang, một dạ kiêu hùng trung chánh, nên Tào Tháo hết sức quý trọng, thả về cho với chúa cũ. Hay như Nguyễn Huỳnh Đức, tôi tớ của vua Gia Long Nguyễn Ánh, bị Nguyễn Huệ bắt sống, Đức vẫn hiên ngang, một dạ trung thành với chúa mình. Huệ phải tỏ lòng ái mộ mà thả về với chúa cũ. Cũng có kẻ lại bảo khác, nhưng cốt yếu vẫn giống nhau. Trong đám quần thần của Tào Tháo cũng như Nguyễn Huệ đều tỏ ý không bằng lòng sự quá ưu đãi của chúa mình đối với những tên giặc đáng sợ, thì Tào Tháo cũng như Nguyễn Huệ đã phải nói, nếu ta mà được những bậc tôi trung như thế, làm sao ta không khâm phục. Rõ ràng, dù ở tư thế nào, hào lục ngũ của quẻ lữ phải là cái gương sáng chói, cái ngọn đuốc trong khoảng đêm trường, chứ cỡ tài hèn trí hẹp và quá hạ tiện quỳ mọc trước mặt kẻ thù, chỉ vời nhục đến cho mình mà thôi. Địch thủ nào, dù chẳng nói ra cũng rất khinh thường bọn ấy. Kẻ đi tị nạn chánh trị ngày nay phải tự mình bắt buộc bỏ nước ra đi, ăn nhờ ở đậu ngoại quốc, thường bị khinh rẻ. Như người Việt Nam bị dân bản thổ ở Mỹ quốc khinh miệt mà chẳng dám hở môi. Hào Lục Nhị, Lữ, Tức Thứ, Hoài Kỳ Tư, Đắc Đồng Bộc Trinh. Tượng viết, Đắc Đồng Bộc Trinh, trung vô viu dã. Hào Lục Nhị, âm nhu, đắc trung lại đắc chánh, được chính ứng với Hào Lục Ngũ cũng đắc trung đắc chánh. Đó là hạng người có nhân cách quân tử, được sự hưởng ứng đồng bào cùng một cảnh ngộ Lữ Thứ như mình. Bên trong thì giữ được lòng trung chính, nhờ được đúng vị hay âm cư âm vị mà được chỗ trú ngụ yên lành trong cảnh tình người Lữ Thứ. Còn bên ngoài, được người người yêu thương vì lòng nhân hậu hồn nhiên của mình, lại còn được Hào Lục Ngũ trinh ứng thì còn gì quý hơn trong thời Lữ Thứ. Nhưng dù sao, ở vào thời Lữ Thứ toàn chỉ là sự tạm bợ, không bao giờ nên nghĩ đến sự vĩnh viễn định cư, dù mình có đắc thời đắc thế như thế nào. Dù mình đã được tích trữ tài sản to lớn ngay trên đất khách quê người, lại còn được một người tớ trung thành sống bên cạnh và chăm lo mình hết sức nhu đáo, tức đồng bộc trinh trung vô ưu là như vậy. Câu đồng bộc trinh của Hào Lục Nhị làm cho ta nhớ chuyện xưa thời Ngô Việt Xuân Thu, tức Việt Vơn Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai bắt làm tù binh, nhưng có được Phạm Lãi, một tôi trung hết lòng phò hộ. Về sau cũng nhờ mưu kế đồng bộc trinh này mà thoát khỏi tai nạn bị cầm tù bên nước Ngô, và lại còn được phụng hận nước Ngô, giết được kẻ thù. Hào Cửu Tam, Lữ, Phân Kỳ Thứ, Táng Kỳ Đồng Bộc, Trinh, Lệ. Tượng viết, Lữ Phân Kỳ Thứ, Diệt Dĩ Thương Hỷ, Dĩ Lữ Giữ Hạ, Kỳ Nghĩa Táng Giã. Hào Cửu Tam là dương cư ở trên chót vót hào nội cấn, tức là đứng trên đỉnh núi mà có xuống, không đắc trung nên lòng không ngay chánh, đó là kẻ tự cao tự đại. Ở thời Lữ, lẽ ra phải biết học theo đạo nhu của Lão Tử, hào thứ ba này trái lại, kiêu ngạo, kiêu hãnh, tự tôn, tự đại. Chẳng những không sao vui được lòng người trên, cũng chẳng vui được kẻ ở dưới, lại mất cả đồng bộc trinh, theo mình thì bảo đừng tai họa sao được. Làm mất hết cả trên lẫn dưới, có khác nào kẻ sống đời Lữ Thứ mà đốt đi cái nhà trọ của mình, nên gọi là phần thứ. Phần là đốt, thứ có nghĩa là nhà trọ. Rồi lại làm mất lòng những kẻ theo mình và lòng trung thành của mình. Họa to đã đến như vậy. Hào Từ có ghi chữ thương là làm thương tổn danh dự những kẻ dưới mình. Đó làm việc vô cùng ngu dại không biết chừng nào. Dù sao ta nên biết, kẻ dưới ta bao giờ cũng có cái tân cảm tự ti rất nặng. Vì vậy, cái tai họa cho ta khó tránh khỏi là khi kẻ dưới tạo phản vì bị nhục. Chung quy, tính tự kiêu, tai họa vô cùng to lớn cho hạng người tai mắt. Hào Cửu Tứ, Lữ Vu Sử, Đắc Kỳ Tư Phủ, Ngã Tâm Bất Khoái,
tượng viết: Lữ Vu Sử vị đắc vị dã, đắc kỳ tự phụ, tâm vị khoái dã. Hào Cửu Tứ tuy là dương cương, bất đắc trung, nhưng nhờ ở vào vị trí thuộc âm nhu, lại được ở hào chót dưới ngoại ly, đó là cương mà biết sống theo nhu, thật là người rất khéo xử, nhất là ở thời đang phải lê thân nơi đất khách quê người. Dù không được như Hào Nhị, tìm được nơi ăn trốn ở yên lành, vẫn cũng được một nơi cư trú tạm và có đủ tiền bạc, vật dụng, lại còn cái búa, tượng trưng khí giới tùy thân là khác. Tuy có chỗ ở, có tiền bạc đầy đủ, có đồ vật dùng và có khí giới tùy thân, mà lòng chẳng được vui sướng bởi không có ai giúp đỡ. Trên thì Hào Ngũ là kẻ âm nhu vô lực, dưới không có người gánh vác đỡ đầu, bởi vì Hào Sơ quá nhu nhược, cho nên một mình tự lo, tự liệu nơi đất khách quê người, há chẳng đáng buồn hay sao, nên gọi là ngô tâm bất khoái. Lại nữa, dù mình có đầy đủ tiện nghi vật chất, lòng vẫn không bao giờ yên, vì phải luôn giữ bên mình một cán búa để phòng vệ, thì còn gì là vui sướng bởi chưa được an thân, nên gọi là tâm vị khoái dã. Hào Lục Ngũ, xạ chỉ, nhất thì vong, trung dĩ dự mạng, tượng viết, trung dĩ dự mạng, thượng đãi dã. Hào Lục Ngũ có nghĩa là người bắn con chim chỉ, chỉ một phát mà hạ được con chim, được chủ nhân khen và giao cho trọng trách, ám chỉ kẻ lữ thứ nhưng có tài và được trọng dụng. Theo lệ thường, Hào Ngũ là hào chí tôn, nhưng ở vào thời quẻ lữ thì không phải là bậc chí tôn nữa, mà đây là một hạng quốc quân thuộc về hàng lữ khách, tức là vua một nước đang sống lưu vong, hoặc đây là hạng người quốc khách đang sống lưu vong nước ngoài, như quốc vương Sihanouk sống lưu vong bên Trung Quốc, luôn luôn tìm cách trở về quê cha đất tổ. Hào Lục Ngũ có đức nhu thuận, xử sự khiêm cung, được đắc trung, nên xử sự trên dưới đều đẹp, không quá nhún, không quá kiêu, mực thước hài hòa, đàng hoàng thể thống. Xử vào thời Lữ mà được như vậy là khéo léo lắm rồi, tượng như người bắn con chim chỉ, chỉ mất một cây tên mà bắn trúng chim, nên được khen là giỏi và được mời cùng nhà vua cộng tác. Đây là hạng người tài hoa và đứng đắn, được tôn quý ngay ở nước mà mình đến tạm trú hay lưu vong. Dù sao cũng nên lo trở về quê hương xứ sở của mình, lo đến nhân thân và đồng bào đồng loại, đừng nghĩ đến sự lập nghiệp ở quê người. Vì Hào Lữ là tạm thời, xưa nay vinh quang là được mang áo gấm về làng. Theo lệ thường, người quốc khách khi đến trình diện với quốc quân có thói quen dâng lên cho vua một con chim chỉ. Ở đây ta thấy vị quốc khách này muốn vào giúp việc cho vua, nên bắn con chim chỉ đang bay để tỏ tài của mình. Với mục đích ấy, anh đã đạt được ý nguyện và chỉ tốn một cây tên bắt được con chim. Nhờ vậy được vua ban khen và giao cho trọng trách, nghĩa là một công hai việc. Lữ là con chim chỉ đậu trên núi. Thường cũng có những trường hợp mà người lữ thứ có tài, tính việc lâu dài lập nghiệp ở ngoại quốc, nếu khéo xử thì họ có nhiều bạn bè giúp đỡ ngay trên đất khách quê người và cũng có thể làm nên đại nghiệp. Nhưng dù sao, họ cũng như cái cây quý đem trồng ở đất khác, cũng như sâm cao ly mà đem trồng bên Mỹ thì nó chỉ có vóc dáng của cây sâm mà thực chất bên trong lõi không có gì. Đối với phương diện quốc gia dân tộc thì bị cái nhục vong quốc. Trở lên là nói những kẻ ở trong dòng thời gian và không gian, chứ không dám nói đến hạng người siêu việt đã vượt khỏi không gian và thời gian. Những con người vượt khỏi ranh giới thời gian và không gian, tức là loại người của quần long vô thủ, những kẻ mà ngày nay gọi là công dân quốc tế, những con người chỉ thấy có con người mà thôi, không để ý tới màu da, dân tộc hay một quốc gia nào cả. Đó là những con người có tầm cỡ quốc tế như Lão Tử ngày xưa, hoặc như ngày nay có một Krishnamurti. Ông đã bỏ quê hương xứ sở của mình tại Ấn Độ mà đi khắp thế giới gieo mầm chân lý, hoặc như Bồ Đề Đạt Ma vì thấy nước nhà quá mê tín dị đoan, không sao truyền dạy được đạo thiền, nên ông cũng bỏ Ấn sang Trung Hoa. Và nơi đây, ông lập thành một đạo thống gọi là Thiền Tông và được tôn là sư tổ của Thiền Tông Đốn Pháp, hoặc như nhiều sơ tổ của phái thiền ở Việt Nam đều là người Ấn Độ hoặc người Trung Quốc sang Việt Nam cả. Hào Thượng Cửu, điểu phần kỳ xào, lữ nhân tiên tiếu, hậu hào đào, táng ngưu vu dị, hùng. Phàm đã là người ăn đậu ở nhờ, hào lữ bao giờ cũng là nghịch cảnh, vậy nên xử sự một cách nhu thuận mới là phải. Nhưng hào thượng cửu, dương cương, vị thấp mà xử sự quá cao, là vì ở chỗ cùng cực nên thành ra cương táo quá sức. Có khác nào ổ chim đóng ở trên cao mà bị cháy, nên gọi là điểu phần kỳ xào. Ổ chim bị cháy là chỗ ở của người lữ thứ này đã mất, vậy mà còn ngạo nghễ cười đùa, như kẻ làm mất con bò trong nhà một cách quá dễ dàng,
nên gọi là táng ngưu vu dị. Trước sự cười cợt, sau phải gào khóc nên gọi là tiên tiếu hậu hào đào. Ở tạp quái có câu: lữ quả thị dã, nhân trí cùng dã. Lữ là có ít kẻ thân, đó là con đường cùng của con người, bởi chung quanh toàn là người dưng kẻ lạ. Toàn quẻ, ta thấy khi cư xử ở cảnh bỏ nước ra đi đến đất khách quê người, quả là một cảnh tượng vô cùng bi đát và tủi nhục, nên gọi là tự tì. Thì mang nhục, mà tự cao thì lại còn mang họa, tình huống vô cùng khó xử. Chỉ có hai hào nhị và hào ngũ với cách xử sự nhu thuận, đắc trung đắc tránh thì hay nhất. Toàn quẻ không một chỗ nào được gọi là hành hay kết cả. Lỡ sinh trong thời tào loạn, đứng trước bước lưu ly, gửi thân nơi đất khách, chỉ dựa đỡ vào bóng mát của núi cao, may mắn không gặp tai họa, đó là đại phúc lắm rồi. Chưa có phúc nào còn được như thế. Cỡ như hào nhị và hào ngũ mà chẳng được một chữ kiết, chữ hành, huống hồ lại quá cương và bất trung như hào tam và hào lục thì kể gì. Tóm lại, chỉ có hai chữ trung nhu là lá bùa hộ thân cho những con người lữ thứ mà thôi, như hào nhị và hào ngũ vậy.